Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VOS Channel. Nhắc đến Bee Network, không thể không nhắc đến một trong những lực lượng người dùng lớn nhất trên thế giới, đó là Trung Quốc. Sở hữu số lượng node lớn nhất thế giới, lượng người dùng tham gia vào Bee Network cũng đông nhất thế giới. Không khó để nhận ra Trung Quốc đang là quốc gia có lượng người dùng Bee Network cuồng nhiệt nhất. Họ treo băng rôn để tuyển rep, nhà nhà, bất động sản, kinh doanh và thành lập doanh nghiệp về Bee Network ngay cả trước khi Bitcoin trở nên có giá thật sự. Và hôm nay tôi muốn chia sẻ về Trung Quốc. Và tôi không thể kể tất cả những gì tạo nên Trung Quốc to lớn từ chỉ bằng một video nhỏ bé này. Thì tất nhiên video này không đi chứng minh bất kỳ một điều gì. Tôi chỉ muốn chia sẻ những kiến thức mà mình có. Nhưng hy vọng rằng video này giúp bạn hiểu và tự cho mình câu trả lời cho câu hỏi liệu có đủ khả năng để dẫn đầu và phát triển Bee Network trên toàn thế giới hay không. Và sau những gì mà tôi đọc được từ quốc gia tỷ dân này, tôi nhận ra người Trung Quốc rất biết kiếm tiền và tinh thần khởi nghiệp ở quốc gia này cũng cực kỳ cao. Họ nghĩ cách để kiếm tiền và nắm bắt thời cơ. Và để sống được ở Bắc Kinh hoa lệ, rất nhiều người trẻ đã chăn ướt chăn ráo từ việc cầm cây cúc mỗi ngày, cũng ra sức học tập, học hỏi để có thể cầm được những cuốn sổ đỏ ở Bắc Kinh. Vậy thì họ đã làm như thế nào? Mặc dù được gọi là quốc gia đông dân, nhưng lý do Trung Quốc trở thành công xưởng của thế giới cũng như phát triển thần kỳ trong nhiều năm qua không phải chỉ nhờ lý do này, mà cốt lõi là ở con người và thị trường của Trung Quốc. Và cốt lõi của việc kiếm tiền và giàu lên nhanh chóng của người Trung là do họ nắm bắt cơ hội nhanh hơn những người khác và những quốc gia khác. Nói về công nghệ và kỹ thuật thì hàng chục năm trước Trung Quốc không là gì so với Nhật Bản, so với Mỹ. Nhưng giờ thì đã khác, Trung Quốc đã dần tự tạo ra những cái mới hoặc là vượt lên dẫn trước và tạo ra nhiều phát minh. Như là 5G của Trung Quốc hiện tại đang nhanh gấp 20 lần so với 4G. Hay ở trên mặt trận vũ trụ thì vào ngày 2 tháng 12 năm 2020, mặc dù trễ hơn cả Mỹ và Nga, nhưng Trung Quốc là quốc gia thứ 3 đã đáp phi thuyền hàng Nga năm thành công lên mặt trăng, đánh dấu cột mốc quan trọng của Trung Quốc. Vào năm 2006, một trong những đường sắt cao nhất Trung Quốc dài 1.956 km và cao nhất so với mực nước biển là 5.072 m đã đưa vào hoạt động. Hay là Bitmain, một trong những công ty sở hữu nhiều Bitcoin nhất trên thế giới, được thành lập vào năm 2013, cũng có trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh. Và nói về việc kiếm tiền thì họ rất giỏi trong việc này. Dù cho có những ngành đi sau, nhưng họ luôn tìm cách để vượt lên dẫn đầu. Nếu một năm chưa làm được thì 10 năm, 10 năm chưa làm được thì 100 năm. So với nhiều quốc gia khác thì người Trung Quốc lì đòn và kiên trì hơn. Đây cũng là một đặc tính rất cần thiết cho bất kỳ một trader nào trên thị trường crypto. Đó là tính kiên trì. Có lẽ khả năng này một phần được tôi luyện từ tư tưởng học ngày học đêm để trở nên giỏi giang. Học sinh Trung Quốc phải chịu áp lực học hành nặng nề về một viễn cảnh tươi đẹp. Và so với quốc gia quá đông dân này thì việc tìm ra một người tài không khó. Nhưng để mỗi cá nhân khác biệt trong hàng tỷ người thì đó là một điều không hề dễ dàng. Và mức độ cạnh tranh đầu người gay gắt hơn bất kỳ quốc gia nào. Và vì thế người Trung Quốc phải làm việc nhiều hơn, họ tìm cách để có thể làm giỏi hơn. Xin được trích giảm một câu chuyện trong cuốn sách Tony Buổi Sáng. Đó là từ một làng chèo khó khăn, nhìn sang bên kia là Hồng Kông hoa lệ, Đặng Tiểu Bình quyết định hình thành nên đặc khu kinh tế Thâm Quyến. Và đây là một trong những đặc khu kinh tế đầu tiên của Trung Quốc. Vào tháng 5 năm 1980, và trong nỗ lực thu hút đầu tư và sức mạnh công nghệ từ Hồng Kông, chỉ trong vòng 4 năm, hơn 10 đặc khu kinh tế tại Trung Quốc đã được thành lập dọc theo vùng Duyên Hải phía Đông. Và từ Bắc Hải ở phía Nam cho đến Đại Liên ở vùng Đông Bắc, ngày nay Thâm Quyến trở thành một trong những trung tâm kinh tế, tài chính và xuất nhập khẩu của cả miền Nam Trung Quốc. Và điều ấn tượng nhất ở Thâm Quyến chính là có những văn phòng 24 giờ. Có nghĩa là ngoại ca có từ 8 giờ sáng đến 6 giờ tối và ban ngày để buôn bán với các nước bên phía đông bán cầu châu Á chúng ta, thì có những ca đêm từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng để xuất nhập khẩu với các nước bên tây bán cầu như là Mỹ, Canada và các nước Latin. Bởi vì khác nhau về múi giờ cho nên để giành được những hợp đồng quý giá từ bên phương Tây thì người Trung Quốc phải thức đêm để hợp với giờ hành chính của bên Mỹ. Bởi vì nếu Trung Quốc là ban đêm thì bên Mỹ và các quốc gia châu Âu là ban ngày và giờ hành chính của phương Tây là ở ban ngày. Cho nên để ký được những hợp đồng này họ bắt buộc phải làm ban đêm. Và cứ ngày qua ngày như vậy, Thâm Quyến từ một khu đất hoang không có gì đã trở thành một trong những đặc khu kinh tế phát triển nhất Trung Quốc. Và ngày nay, Trung Quốc phát triển để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai sau Hoa Kỳ. Và dự kiến có thể Trung Quốc sẽ dẫn đầu thế giới vào năm 2030, theo báo cáo của công ty tư vấn PricewaterhouseCoopers. Và vào cuối năm 2018 thì GDP bình quân đầu người của Trung Quốc đã tăng lên là hàng 10.000 đô la.
và có thể so với Mỹ hay là Singapore thì con số này chưa nói lên điều gì, nhưng so với cách đây vào năm 1952 thì GDP của Trung Quốc vào năm 2018 đã tăng lên gấp 180 lần. Có nghĩa là mức sống của người ta đã tăng lên đến 180 lần. Và mặc dù Trung Quốc vẫn đứng thứ 80 trên thế giới về GDP bình quân đầu người, nó thua xa Mỹ khi Mỹ cao hơn Trung Quốc đến 6,4 lần. Nhưng khoảng cách đã thu hẹp đáng kể trong 67 năm qua kể từ khi Trung Quốc bắt đầu ghi số liệu thống kê về GDP. Và còn hơn thế nữa, khi mặc dù là một quốc gia đông dân và khoảng cách giàu nghèo cũng là một vấn đề nan giải, nhưng Trung Quốc lại giúp hơn 800 triệu người thoát khỏi cảnh nghèo đói. Thậm chí thì vào năm 2017, cứ mỗi 2 tuần thì Trung Quốc lại có thêm 1 tỷ phú được sinh ra tại chính quốc gia này. Không chỉ phát triển về kinh tế mà tuổi thọ người Trung Quốc cũng tăng lên đáng kể, khi tuổi trung bình là 43,7 tuổi vào năm 1960, rất thấp đúng không? Thì đến nay họ đã tăng lên 80 tuổi, có nghĩa là tuổi thọ đã tăng gần gấp đôi. Nhưng để có được như thế này thì Trung Quốc cũng phải từng trải qua những cái cuộc lạm phát khủng khiếp từ chính sách của Mao Trạch Đông vào năm 1949. Mao Trạch Đông đã thất bại trong những cái chính sách của mình. Ông ấy ghét tri thức và thậm chí đốt hàng triệu cuốn sách và bắt bớ hàng ngàn nhà tri thức tại chính quốc gia này. Nhưng khi mà qua thời Đặng Tiểu Bình thì ông bắt đầu thay đổi quốc gia theo một hướng tích cực. Ông mở cửa ra giao thương với nước ngoài và ông chú trọng vào việc phát triển kinh tế và khởi nghiệp. Đặng Tiểu Bình cũng có một câu nói rất là nổi tiếng, đó là dù là mèo đen hay là mèo trắng thì mèo nào cũng chả quan trọng, miễn là nó bắt được chuột. Tư tưởng này muốn nói lên miễn là mang lại hiệu quả trong công việc thì không phân biệt bất kỳ tài năng ở độ tuổi, quốc gia hay giới tính nào, ai có khả năng phát triển đều có thể làm. Nói về chính quyền thì mặc dù người dân Trung Quốc rất khó để sử dụng Google, YouTube hay các kênh truyền thông của quốc tế, bởi vì các kênh truyền thông này đa số đều bị chính phủ kiểm duyệt và điều khiển. Nhưng điều đó không có nghĩa là Trung Quốc lạc hậu so với những quốc gia khác, không giống như Triều Tiên nhỏ bé ở bên cạnh Hàn Quốc. Mà Trung Quốc thay thế những nền tảng nổi tiếng trên thế giới bằng những nền tảng khác của riêng quốc gia mình. Ví dụ như Gmail thì họ thay bằng QQ, Facebook thì thay bằng Weibo, Google thì thay bằng Baidu và Yahoo thì thay bằng WeChat. Hay là một trong những ứng dụng rất nổi tiếng của Trung Quốc đó là TikTok, mà ở Trung Quốc thì người ta gọi là Douyin. Và người Trung Quốc thật sự rất giỏi kiếm tiền. Có một câu chuyện đã làm rúng động cả thế giới vào năm 2021 như thế này. Đó là vào ngày 27 tháng 3 năm 2021, một người tên là Simba đã bán được hơn 300 triệu USD hàng hóa chỉ trong một phiên bán hàng livestream duy nhất kéo dài 12 tiếng đồng hồ trên một nền tảng mang tên là Qsao. Thì nền tảng Qsao là một trong những nền tảng về video giải trí chỉ đứng sau Douyin hay còn gọi là TikTok của Trung Quốc mà thôi. 300 triệu đô với tổng cộng 16 triệu sản phẩm được bán, với rất nhiều mặt hàng đa dạng từ dầu gội đến điện thoại thông minh, thì số hàng hóa giá trị tương đương mà anh ấy bán được là 305,7 triệu đô la. Và để so sánh cái con số này nó lớn như thế nào thì nếu đổi ra tiền Việt nó rơi vào khoảng 6.800 tỷ Việt Nam đồng. Và số tiền này thậm chí còn nhiều hơn cả doanh thu của trung tâm mua sắm Times Square ở Hồng Kông vào năm 2020. Và đây là một trong những trung tâm mua bán xa xỉ nổi tiếng nhất của Hồng Kông. Hay cái con số 300 triệu đô này cũng là mục tiêu của cả ngành lưu trú và lữ hành tại Đà Nẵng trong năm 2022 này. Một con người, chỉ một con người trong vòng 12 tiếng đồng hồ kiếm được hơn 300 triệu đô la bán, còn hơn cả doanh thu của một trung tâm mua sắm nổi tiếng tại Hồng Kông trong một năm trời. Điều đó thật khó tin đúng không? Nhưng đây là sự thật. Và điều trên chứng tỏ được điều gì? Thứ nhất, đó là khẳng định cho việc kiếm được nhiều tiền không còn chỉ ở Mỹ hay là ở phương Tây nữa, mà người châu Á, cụ thể là Trung Quốc cũng có thể làm được. Thứ hai là để bán được nhiều sản phẩm như vậy và đạt được một mức doanh thu đáng kinh ngạc như vậy thì không thể không kể đến đó là yếu tố về thị trường và nhu cầu dồi dào của quốc gia tỷ dân này. Một thị trường màu mỡ và tiềm năng với sức mua lớn mới có thể tạo ra được kỳ tích như trên. Không chỉ thế mà bởi vì quốc gia này đông dân cho nên hệ sinh thái của họ cũng rất rộng mở. Đây cũng là một yếu tố rất quan trọng. Bạn sẽ tự thấy hệ sinh thái của Bee Network nó quan trọng như thế nào đến sự thành bại của Bee. Ở Trung Quốc họ có nguyên một hệ thống sinh thái lớn có thể giúp bạn tạo ra bất kỳ sản phẩm nào từ khâu lên ý tưởng đến khâu hoàn thiện và sản xuất. Có nghĩa là từ khi các bạn bước chân vào cho đến khi các bạn bước chân ra thì bạn đã có được sản phẩm thực tế trên tay từ những ý tưởng chỉ bên trong đầu của bạn khi mới bước vào. Ví dụ như nếu bạn đặt một chiếc điện thoại kiểu mới, nó chưa xuất hiện ở bất kỳ đâu trên thế giới này, thì Trung Quốc có những nơi họ có đủ nhân lực, vật lực để lên ý tưởng và thực hiện ý tưởng.
tạo ra sản phẩm và sản xuất nó. Thậm chí thì họ sản xuất không giới hạn, bạn đạt 1 triệu sản phẩm hay 1 tỷ sản phẩm, họ vẫn có thể đáp ứng được nhu cầu của bạn. Còn nếu như đây không phải là Trung Quốc mà ở nơi khác, thì bạn phải mua từng linh kiện ở những quốc gia khác. Bạn phải mua bộ phận lắp ráp này ở Mỹ, còn linh kiện nọ ở châu Âu. Nhưng ở Trung Quốc bạn không cần làm điều đó, họ đáp ứng và làm tất cả cho bạn. Và điều này đỡ tốn chi phí về việc vận chuyển và không mất công bạn phải di chuyển hay là tìm kiếm linh kiện ở những khu vực khác nhau. Và đây chính là thế mạnh của hệ sinh thái. Nó nhanh gọn, có đủ những thứ mà bạn muốn, đỡ mất công và giảm chi phí vận chuyển, di chuyển. Và hệ sinh thái càng lớn thì càng đa dạng và bạn có càng nhiều lựa chọn. Đó là lý do vì sao mà khi nói đến hệ sinh thái trong Bee Network, tôi luôn nhấn mạnh rằng càng nhiều hàng hóa được chấp nhận tại Bee thì bạn sẽ càng giảm thiểu chi phí phát sinh từ việc vận chuyển, đổi tiền tệ và các bước trung gian khác. Nó giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc và công sức, và từ đó nó giúp cho thu hút thêm nhiều người dùng tham gia vào thị trường này. Ví dụ như nếu bạn muốn mua một chiếc điện thoại di động, hay một cái laptop, hay một cái điều hòa, ba sản phẩm này. Và nếu như một hệ sinh thái lớn mạnh thì có rất nhiều nơi buôn bán cả ba loại sản phẩm mặt hàng trên. Bạn có thể liên lạc và yêu cầu đặt hàng để mua đầy đủ những gì mà bạn muốn với một bước thanh toán bằng Bee Network. Còn nếu như hệ sinh thái Bee Network nhỏ bé và không đa dạng, ít hàng hóa, chỉ có những cửa hàng đáp ứng đủ chiếc điện thoại cho bạn mà thôi, thì hai sản phẩm còn lại là laptop hay là cái điều hòa, bạn phải tự mình đổi Bee thành tiền mặt, sau đó dùng tiền mặt để chạy ra cửa hàng và mua laptop và cái điều hòa. Điều này nó mất công sức, thời gian và cả chi phí vận chuyển khi bạn chuyển đổi từ Bee sang tiền Việt Nam. Còn hệ sinh thái càng lớn, càng đa dạng thì bạn không cần lo lắng điều đó. Trung Quốc, cơ hội để khởi nghiệp. Chính phủ Trung Quốc mở cửa từ sau thời kỳ đang tối của Mao Trạch Đông. Họ tìm kiếm những thứ mới mẻ và học hỏi. Người dân tiến bộ và nắm bắt cơ hội, có tinh thần khởi nghiệp cao. Có câu là chỉ sợ bạn không nghĩ ra, chứ ở Trung Quốc cái gì bạn nghĩ ra, nó đã đều có rồi. Trung Quốc ngày càng tạo ra một môi trường phát triển, tiềm năng, đa dạng để hỗ trợ và thu hút người dân khởi nghiệp và phát triển. Và với những yếu tố đó, Trung Quốc có thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Bất kỳ một ngành công nghiệp nào cũng muốn đặt sản phẩm của mình tại Trung Quốc, bởi đây là một thị trường quá màu mỡ với sức mua quá lớn, cho nên không khó để thấy rằng Trung Quốc sở hữu một lượng người dùng Bee Network và Nord lớn nhất trên thế giới, bởi vì họ biết rằng Bee cũng chính là một trong những cơ hội đổi đời. Họ truyền thông, giới thiệu và lan tỏa Bee Network theo rất nhiều cách đa dạng, bởi vì họ có đủ năng lực, họ đủ tiềm lực và tài chính, họ có đủ môi trường để biến những mảnh đất khô cằn như Thâm Quyến trở nên màu mỡ. Tóm lại thì với tinh thần khởi nghiệp đáng ngưỡng mộ của người Trung Quốc, hệ sinh thái lớn cùng với người dùng đông, nhu cầu lớn và biết nắm bắt cơ hội làm giàu, bạn hãy thử nghĩ xem những gì Trung Quốc đã và đang đạt được. Nếu Bee Network nhận được sự ủng hộ lớn từ người dân Trung Quốc như hiện tại, vậy thì Bee có dễ dàng thành công hơn hay không? Bạn có nghĩ rằng Trung Quốc có đủ khả năng để thúc đẩy và phát triển Bee Network ngày càng lớn mạnh ra trên toàn thế giới hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới video này để cho tôi biết ý kiến của bạn. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.